Và bạch sư, video kinh Nhật tụng của chùa Nam Tông là áp dụng cho hai thời công phu trong một ngày à? Sư có làm video tụng bằng tiếng Bali không? Con thấy video sư đang làm tụng bằng tiếng Việt, chỉ có ân đức Phật Pháp Tăng là tụng bằng tiếng Bali. Thì nó như thế này, là thứ nhất á, là cái kinh Nhật tụng đó là tụng cho hai thời công phu sáng chiều luôn. Chỉ có điều ở chùa Nam Tông á, thì buổi sáng chư tăng tụng thuần bằng Bali chứ không có tụng tiếng Việt. Còn buổi chiều thì do có Phật tử cho nên tụng tiếng Việt. Còn quý vị hỏi là tại sao mà sư chỉ có tụng tiếng Việt không, không có tụng Bali, thì nó như thế này nè. Tụng Bali cho ai nghe, tụng Bali cho ai coi hả? Tại vì á, dành cho số đông, và số đông là cái số mà không có thuộc Bali. Bây giờ cứ đè đầu ra mà tụng Bali á, đúng gì đâu có biết gì đâu, tới thời công phu rồi cứ mở ra hả? Rồi sao không có hiểu gì hết trơn, cứ ngồi đó hết giờ. Mà cái quan điểm của sư á, là tụng kinh phải hiểu kinh, cho nên quý vị khi mà tụng để cho quý vị nghe, để quý vị tụng theo, thì sư đề nghị tụng bằng tiếng Việt. Một phần lý do nữa mà quý vị hỏi tại sao sư không tụng Bali, thứ nhất á, là sư không tự tin về cái giọng của sư mà tụng Bali. Cái thứ hai là những cái bài kinh tụng Bali á, có nhiều trên mạng, có nhiều lắm ha. Quý vị Google là ra. Sở dĩ sư thu âm sư tụng cái phần kinh Nhật tụng tiếng Việt chùa Nam Tông là bởi vì ở trên mạng kinh Nhật tụng là toàn bằng tiếng Bali không à, không có tiếng Việt, cho nên là sư mới tụng tiếng Việt. Còn tiếng Bali ở trên mạng có nhiều lắm ha, muốn thì cứ mở những cái bài đó ra quý vị tụng theo tiếng Bali không sao hết.